Khi đi đến km 157 trên tuyến quốc lộ 24 thì va chạm với xe ô tô khách do anh Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú Bình Định, điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, nuôi 20 con bẹt dê và pitbull. Nhân chứng kể giây phút kinh hoàng trong vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Tạm hoãn xuất cảnh nghi can dâm ô học sinh nữ ở Thái Bình. Xe ô tô Pukiot 5008 đổ giữa dốc khiến nhiều tài xế bức xúc vì khó lách qua. Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ tai nạn khiến một người tử vong, nhiều người bị thương. Tối ngày 13 tháng 4, các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 24, đoạn qua huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, xe ô tô tải kéo theo rơ móc do anh Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú Gia Lai, điều khiển lưu thông hướng huyện Con Rẫy đi thành phố Kon Tum. Khi đi đến km 157 trên tuyến quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, thì va chạm với xe ô tô khách do anh Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú Bình Định, điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Đang nằm bên giường bệnh, ông Lâm Trường Sơn, 54 tuổi, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh kể. Vào chiều 13 tháng 4, đoàn lên xe ô tô có chở ông xuất phát từ thành phố Kon Tum lên thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum để du lịch. Khi đến địa phận huyện Con Rẫy thì xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra rất nhanh, chỉ vài chục giây. Thời điểm trên tôi ngồi ở giữa xe bên trái gần cửa kính. Lúc đó tôi cũng đang thức thì bất ngờ nghe tiếng đùng. Sau đó chiếc xe khách lăn khoảng 2-3 vòng rồi nghiêng một bên trước khi lao xuống vực. Tôi bị choáng, một lúc sau tỉnh thì thấy cửa kính của xe bị vỡ tung tóe. Tôi cố dùng sức để trèo ra khỏi xe rồi được đưa tới bệnh viện, ông Sơn kể. Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, vào chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 25 nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên. Sau khi nhập viện, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng, ba nạn nhân khác bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, đa chấn thương. Hiện họ đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, 22 nạn nhân bị thương nhẹ hơn đang được điều trị tại các khoa chấn thương, hồi sức cấp cứu. Công an Lai Châu bắt đối tượng hổ báo tàng trữ trái phép chất ma túy, nuôi đàn chó 20 con bét xê và pitbull. Ngày 13 tháng 4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tâm, còn gọi là Tâm Hê, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 12 giờ ngày 14 tháng 4, Tổ công tác Công an thành phố Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Tại đây, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Tâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 viên hồng phiến có khối lượng 0,29 gram. Khám xét khẩn cấp người chỗ ở đối với Trần Văn Tâm, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện và thu giữ 129 viên hồng phiến, 3 túi ma túy đá, 4 bình ngâm quả thân cây anh túc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ tại nhà Tâm nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm như 13 dao, kiếm, 2 súng kíp, 1 roi chích điện, 1 gậy ba khúc bằng kim loại, cùng một số hung khí khác. Trần Văn Tâm thường được gọi là Tâm Hê, Hê trong heroin, là giang hồ khét tiếng ở Lai Châu. Hắn hay thể hiện phong cách khác người như mặc trang phục hầm hố, đeo nhẫn lắc đầy tay, dây chuyền nanh động vật, nuôi đàn chó 20 con bét xê và pitbull, đi xe phân khối lớn tốc độ cao. Theo Công an tỉnh Lai Châu, Trần Văn Tâm đã có một tiền án 5 năm tù về tội môi giới mại dâm và một tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tạm hoãn xuất cảnh nghi can dâm ô học sinh nữ ở Thái Bình. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thế Luân, sinh năm 1982, trú thành phố Hải Phòng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Cùng với các quyết định nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hà Thế Luân. Về diễn biến vụ việc,
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 4 tháng 4, Công an xã Hòa An, huyện Thái Thụy đã tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có đối tượng thực hiện hành vi dâm ô đối với học sinh nữ. Cụ thể, thông tin cho biết, vào khoảng 10 giờ 40 phút tại trục đường thôn Thủy Dương, xã Hòa An, huyện Thái Thụy xuất hiện đối tượng nam giả vờ là người hỏi thăm đường, lợi dụng lúc vắng người thực hiện hành vi dâm ô đối với nữ học sinh. Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Công an của xã đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, đồng thời khẩn trương tiếp tục triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh, thu thập thông tin để khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định, nắm rõ đối tượng Hà Thế Luân là người thực hiện hành vi phạm tội trên. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hà Thế Luân đã khai nhận đã thực hiện một vụ dâm ô với học sinh nữ tại trục đường của thôn Thủy Dương, xã Hòa An, huyện Thái Thụy. Xe ô tô Peugeot 5008 đổ giữa dốc khiến nhiều tài xế bức xúc vì khó lách qua. Tình huống xảy ra mới đây tại đoạn đường D Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chia sẻ với báo chí, anh Trung Hiến, tài xế ô tô có nhà ở khu vực xã Xuân Canh cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4, khi anh lái ô tô đi lên đường D Xuân Trạch thì bất ngờ phía đầu dốc xuất hiện một chiếc ô tô nhãn hiệu Peugeot 5008 của ai đó đổ giữa đường. Xe khóa cửa và không có số điện thoại để lại. Tôi phải loay hoay một lúc mới lách xe qua được. Khá nhiều xe ô tô từ trên đê không xuống được dốc, cứ ngồi đợi vì chủ xe cũng không để lại số. Anh Hiến kể lại. Qua đoạn video từ camera hành trình trên xe, anh Hiến có thể thấy con dốc lên đường đê vừa chéo lại vừa cao. Vì thế, việc chiếc ô tô có thân dài thuộc nhóm SUV cỡ D như Peugeot 5008 đổ giữa đỉnh dốc sẽ khiến các xe đi lên và xuống đê khó xoay chuyển. Phải người có kỹ năng lái tốt thì mới có thể lách qua xe Peugeot một cách an toàn. Cũng theo chia sẻ của anh Hiến, sau vài tiếng đổ xe vô duyên, chiếc Peugeot 5008 mới được di chuyển, nhưng cũng đã kịp để lại bức xúc cho nhiều tài xế ô tô phải đi qua vị trí này. Các chuyên gia hướng dẫn lái xe ô tô cho biết, việc đổ xe đúng luật rất quan trọng bởi nó không chỉ giúp bảo vệ chính chiếc xe mà còn đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác. Khi đổ xe cần tránh đổ ở khúc cua, ngã ba đường hay trước cửa cơ quan, nhà dân. Bên cạnh đó, khi buộc phải đổ xe ở nơi có khả năng làm ảnh hưởng đến người khác, nên để lại số liên lạc để khi cần, người dân dễ liên lạc được với chủ xe. Uống thuốc tiểu đường gia truyền chứa chất cấm, người phụ nữ nguy kịch. Được người quen giới thiệu loại thuốc gia truyền giúp giảm đường huyết nhiều, người phụ nữ đã mua về sử dụng và lâm vào tình trạng nhiễm toàn lách tiết nặng do ngộ độc chất cấm. Vừa qua, bà Phạm Viễn Phương, 63 tuổi, ngụ tại Long An, phải vào bệnh viện địa phương cấp cứu với tình trạng thở nhanh, mệt nhiều. Dựa vào kết quả xét nghiệm và triệu chứng lâm sàng, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm toan lách tiết nặng, tình trạng tích tụ axit lách tiết trong máu do ngộ độc chất cấm fenformin, cần tiến hành lọc máu cấp cứu lấy chất độc. Sau một lần lọc máu và chăm sóc tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Khai với bác sĩ trên giường bệnh, bà Phương cho biết đã điều trị tiểu đường bằng phương pháp Tây y nhiều năm. Gần đây bà được người quen giới thiệu loại thuốc gia truyền có tác dụng giảm đường huyết nhiều nên mua về sử dụng và xảy ra tình trạng trên. Theo báo cáo của ngành y tế, ngộ độc fenformin trộn trong thuốc đái tháo đường gia truyền xảy ra rất phổ biến và đang có dấu hiệu gia tăng. Bệnh nhân thường nhận được những lời chào mời hấp dẫn trên mạng về công năng của thuốc nên mua về sử dụng, sau đó biến chứng nặng, thậm chí có nhiều trường hợp mất mạng. Các bác sĩ khuyến cáo, đái tháo đường là bệnh lý mãn tính phổ biến, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý kết hợp việc dùng thuốc và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt đường huyết, ngăn ngừa biến chứng. Do đó, bệnh nhân tuyệt đối không nên nghe theo lời những người không có chuyên môn hay tin những quảng cáo trên mạng để sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, bỏ điều trị ở bệnh viện, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm tính mạng. Khám phá sức mạnh đặc biệt của 258 cảnh khuyển cảnh sát cơ động. Ngày 14 tháng 4 là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Cán bộ cảnh sát và chó nghiệp vụ của Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang miệt mài tập luyện, phục vụ diễu binh, diễu hành. Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã đẩy mạnh tăng cường sử dụng chó nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuần tra kiểm soát, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các lĩnh vực như công tác bảo vệ, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng phạm tội.
Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đang quản lý và huấn luyện 258 chó nghiệp vụ. Những chiến sĩ cảnh khuyển tinh khôn, dũng mãnh hiện đang đóng quân ở Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Những chiến sĩ đặc biệt được tổ chức huấn luyện 15 động tác cơ bản, đứng, nằm, bò, ngồi, ngửi, yên, đi theo bên cạnh, sủa, về chỗ, cắp vật, vượt chướng ngại vật, bơi, phát triển hung dữ, điều khiển từ xa, gọi lại. Mỗi một chú chó nghiệp vụ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để đánh giá khả năng, năng lực của nó nhằm huấn luyện theo từng chuyên khoa, hạng mục. Hiện có 5 chuyên khoa: ma túy, thuốc nổ, tìm kiếm cứu nạn, giám biệt hơi người, bảo vệ và truy vết. Các chú cảnh khuyển đã trực tiếp tham gia vào nhiều nhiệm vụ quan trọng như các chuyên án lớn về ma túy, hình sự, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt thiên tai. Cùng với đó là bảo vệ các cơ sở trọng yếu về chính trị, kinh tế, an ninh, khoa học kỹ thuật, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn của dân tộc. Trong những năm qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn nhiều sự vụ lớn như vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, vụ sạt lở đất tại Bắc Nậm, Bắc Cạn, vụ sập mỏ đá tại Tân Sơn, Phú Thọ. Chó nghiệp vụ cũng tham gia đấu tranh một số chuyên án lớn như chuyên án ma túy tại Sơn La, cùng với các lực lượng bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ 148 bánh heroin. Đặc biệt, công tác sử dụng chó nghiệp vụ giám biệt mùi hơi người đã mang lại hiệu quả cao trong điều tra làm rõ nhiều vụ án. Gần đây nhất, chó nghiệp vụ đã được huy động để phá chuyên án giết nhân viên quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban chuyên án đã mở 40 chốt truy tìm, dùng 5 máy xúc, 7 chó nghiệp vụ và 1.000 người tham gia vây bắt Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.